Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Ivanka Trump, con gái của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, đã xuất hiện tại tòa án để làm chứng trong vụ ông Trump và các đồng phạm gian lận vì thổi phồng giá trị các bất động sản. Trả lời câu hỏi của ông Louis Solomon, công tố viên từ văn phòng tổng trưởng lý bang New York về vai trò trong việc chuẩn bị các báo cáo về tình hình tài chính của ông Donald Trump. Bà Ivanka Trump đã nói, Tôi không biết điều đó. Tôi không biết về những báo cáo cá nhân của cha tôi, ngoài những gì ông cho tôi xem. Trong khi đó, Tổng trưởng Lý bang New York khẳng định họ phát hiện bà Ivanka cũng được hưởng lợi từ các báo cáo tài chính gian lận. Về các khoản vay khác nhau dành cho tập đoàn từ năm 2011 đến năm 2016, bà Ivanka nói rằng mình không thể nhớ nhiều chi tiết. Trong 4 giờ có mặt tại tòa án, bà Ivanka luôn nói nhỏ vào micro, ngồi thẳng và đôi khi mỉm cười các câu trả lời của ái nữ nhà cựu Tổng thống Mỹ luôn ngắn gọn và được đưa ra với thái độ điểm tính. Tuy vậy, con gái của cựu Tổng thống Mỹ thừa nhận rằng ông Trump từng gặp khó khăn khi vay nợ ngân hàng vào năm 2011 để mua một sân golf ở Florida. Bà Ivanka đã lo ngại rằng cha mình không đủ tài chính để hoàn tất thương vụ, nhưng cuối cùng vẫn ủng hộ thỏa thuận này. Ông Trump và các con trai không có nguy cơ phải ngồi tù trong vụ kiện dân sự tại New York, nhưng phải đối mặt với khoản tiền phạt 250 triệu đô la Mỹ và có thể mất quyền điều hành tập đoàn Trump. Tại phiên tòa trước đó khi bị thẩm vấn về hoạt động kế toán của công ty mình, cựu tổng thống Mỹ tỏ ra thách thức thẩm phán Arthur Ingoron, người đang cân nhắc xem có nên áp dụng các khoản tiền phạt hàng trăm triệu đô la Mỹ và các hình phạt khác có thể gây khó khăn cho đế chế bất động sản của ông hay không. Trong khoảng 4 giờ điều trần, ông Trump thường tránh những câu trả lời trực tiếp. Ông cáo buộc tổng trưởng lý New York, một đảng viên đảng dân chủ, đã nhắm mục tiêu vào ông vì mục đích chính trị và cáo buộc Ingo đã hạ thấp giá trị tài sản của ông. Ngoài ra, ông Trump thừa nhận rằng ông có liên quan đến một số tài liệu trọng tâm của vụ án dân sự này. Trong đó, các luật sư của bang New York nói rằng công ty của ông đã thổi phồng giá trị của các tòa tháp chung cư, sân khôn và các tài sản khác để giành được các điều khoản tài chính tốt hơn. Trong khi đó, hiện nay số liệu của Bloomberg cho thấy giá trị tài sản dòng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã tăng 500 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2021. Bloomberg đã thực hiện các phép tính dựa trên những tài liệu chi tiết về tài sản của chính trị gia này trong bối cảnh phiên tòa xét xử ông đang diễn ra ở New York. Cựu Tổng thống cùng với các con trai đã bị cáo buộc gian lận kinh doanh và thổi phồng giá trị tài sản của họ trong hơn một thập kỷ để đảm bảo các khoản vay ưu đãi từ ngân hàng. Về tình hình tài chính của ông Donald Trump, con trai ông Eric Trump, đồng thời là phó chủ tịch điều hành Trump Organization, gần đây cho biết công ty này chưa bao giờ phát triển tốt như hiện nay. Eric Trump nói thêm, Chúng tôi có nhiều tiền mặt nhất và nợ thấp nhất. Chúng tôi đang ở một vị trí tuyệt vời. Những tài sản có giá trị nhất của gia đình ông Trump bao gồm câu lạc bộ golf Mar-a-Lago, căn hộ tầng áp mái tại Trump Tower trên đại lộ số 5 ở New York, tòa tháp chung cư Trump Park Avenue ở Manhattan và tòa tháp văn phòng Trump Building số 40 phố Gua. Bloomberg nhận định nguyên nhân khiến tài sản của ứng cử viên tổng thống năm 2024 chủ yếu là nhờ sự bùng nổ của thị trường bất động sản ở Florida nơi ông Trump sở hữu hai khu nghỉ dưỡng rộng lớn mar ở Palm Beach và Doran ở Miami. Gia đình ông cũng sở hữu hàng chục sân gốc khác ở Mỹ, Scotland và Ireland, góp phần tạo ra 50% doanh thu trong thời gian 3 năm kéo dài từ năm 2019 đến năm 2022. Năm ngoái, cựu tổng thống này đã bán khách sạn Trump International Hotel cao cấp ở Washington DC với số tiền là 375 triệu đô la Mỹ, giúp ông trả hết khoản vay 170 triệu đô la Mỹ từ ngân hàng. Do đó, ông Trump hiện sở hữu nhiều tiền mặt và nợ ít nhất trong thập kỷ qua. Bức điện nhấn mạnh mối quan ngại sâu sắc của các quan chức Mỹ về sự giận dữ ngày càng tăng đối với Mỹ bùng phát ngay sau khi Israel tiến hành các hoạt động chống lại Hamas sau các cuộc tấn công của nhóm chiến binh ở Israel, khiến hàng nghìn người Israel thiệt mạng. Một bức điện từ Đại sứ quan Mỹ ở Oman cho biết, chúng ta đang thua nặng trên không gian truyền tin trích dẫn các cuộc trò chuyện với nhiều mối liên hệ đáng tin cậy và tỉnh táo. Bức điện cảnh cáo, sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với các hành động của Israel đang được coi là tội lỗi về vật chất và đạo đức đối với những gì họ coi là tội ác chiến tranh có thể xảy ra. Bức điện từ Đại sứ quán được quan chức cấp cao thứ hai của Mỹ ở Moscow viết và gửi đến Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, CIA và FBI. Mặc dù chỉ là một bức điện từ một đại sứ quán trong khu vực, nhưng nó tiết lộ sự cảnh báo về làn sóng chống Mỹ đang lan rộng khắp Trung Đông. Một bức điện khác mà CNN thu được từ đại sứ quán Mỹ ở Cairo đã chuyển tiếp về Washington như một phần của bản tóm tắt truyền thông hàng ngày, dẫn bài bình luận trên một tờ báo nhà nước của Ai Cập rằng sự tàn ác và coi thường người Palestine của Tổng thống Biden đã vượt qua tất cả các tổng thống Mỹ trước đây. Kể từ sự kiện ngày 7 tháng 10, Mỹ đã nhiều lần thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Israel. Washington đã triển khai đến khu vực Trung Đông hai nhóm tàu sân bay và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để ứng phó với sự leo thang của Iran, bảo vệ lực lượng Mỹ và hỗ trợ tại vip Tổng thống Biden đã đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong và ngoài nước Mỹ về việc hỗ trợ cho Israel trong bối cảnh thế giới chứng kiến cảnh tan phá ở Gaza và cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc trong khu vực. Tại hội nghị tổ chức ở Jordani vào cuối tuần trước, các ngoại trưởng ở Ả Rập đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Nhưng Ngoại trưởng Antony Blinken đã lặp lại quan điểm phản đối ngừng bắn ở Gaza vì lo ngại điều đó sẽ cho Hamas thời gian để tiến hành một cuộc tấn công khác vào Israel mới đây một bài báo trên tờ washington post đưa ra nhận định sự ủng hộ kiên định của tổng thống mỹ joe biden dành cho israel đang phải đối diện áp lực ngày càng tăng khi một số thành viên của đảng dân chủ cảnh báo về cách thức israel tiến hành tấn công trả đũa ở giải gaza tổng thống biden đã bỏ qua những lời kêu gọi của một số đảng viên dân chủ về kêu gọi ngừng bắn ông cũng tránh bình luận về cách thức israel đang tiến hành một giai đoạn mới của cuộc chiến mà thủ tướng israel benjamin netanyahu cảnh báo sẽ khó khăn và kéo dài theo washington post một số thành viên đảng dân chủ đã chỉ trích gai gắt tốc độ viện trợ nhân đạo tình trạng mất liên lạc và số thương vong dân thường palestine ngày càng cao ở gaza họ cũng nêu ra câu hỏi israel có hay không những mục tiêu rõ ràng và khả thi khi tiến hành tấn công trên bộ quy mô lớn ở gaza những chỉ trích trong nội bộ đảng đang tạo ra thách thức mới cho tổng thống biden giữa lúc rộ lên thông tin chủ nhân Nhà Trắng có tác động trong quyết định trả đũa Hamas của Israel ở Gaza. Tờ New York Times của Mỹ mới đây viết rằng Nhà Trắng đang lo ngại tên lửa Atak MF, hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Army Tactical Missile System tầm xa được chuyển giao cho Kiev sẽ không đóng vai trò đáng kể trong việc thay đổi cán cân lực lượng trên chiến trường Ukraine. Điều đáng lưu ý là Tổng thống Mỹ Joe Biden từ lâu đã từ chối cung cấp Atac MS vì sợ những tên lửa này có thể vượt qua ranh giới đỏ của Điện Kremlin. Mối lo ngại hiện nay về Atac MS là chính tên lửa này sẽ không đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột ở Ukraine khi quân đội Nga biết cách đối phó, đặc biệt là triển khai các căn cứ tiền phương và cơ sở hậu cần ngoài tầm bắn của tên lửa Atac MS. Các cố vấn cấp cao của Tổng thống Biden nói rằng Mỹ đã cung cấp cho Kiev gần như tất cả hệ thống vũ khí mà họ yêu cầu. Nhưng trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzny tuyên bố rằng cần phải có tiến bộ công nghệ đáng kể trong lĩnh vực vũ khí mới thoát khỏi tình trạng bế tắc trên chiến trường hiện nay, nếu không sẽ không một bước đột phá lớn nào xảy ra. Bình luận về tuyên bố gây tranh cãi của tướng Zaluzny, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng hầu hết vũ khí của Mỹ đến quá muộn để phát huy những tác dụng mà Kiev cần. Cần nhắc lại trước đó có thông tin cho rằng một nhóm đảng viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Biden chuyển tên lửa Atak MS tầm xa hơn sang Ukraine. Theo một số đảng viên Cộng Hòa, Ukraine đã chứng tỏ khả năng sử dụng tên lửa một cách có trách nhiệm. Họ cũng lưu ý rằng không có phản hồi nào từ Nga về việc sử dụng chúng. Tuy nhiên trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích việc Washington cung cấp tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine là một sai lầm và khẳng định chúng không làm thay đổi căn bản tình hình trên chiến trường. Ông Putin lập luận rằng các tên lửa này sẽ dẫn đến thương vong không cần thiết và kéo dài nỗi đau của Ukraine, nhưng cũng thừa nhận các hệ thống tên lửa do Mỹ cung cấp sẽ gây thiệt hại và mối đe dọa. Đến nay, Ukraine được cho là đã ít nhất hai lần sử dụng ATAK-MS để tấn công các lực lượng Nga. Vào ngày 17 tháng 10, Ukraine tuyên bố đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào hai sân bay ở Berdian và Luhansk, sử dụng biến thể bom chùm M-39 của ATAK-MS. Cuộc tấn công đã phá hủy hoặc làm hư hại hơn chục máy bay trực thăng, hệ thống phòng không và kho đạn dược của Nga tại các địa điểm trên. Nga cũng thông báo cuộc tấn công thứ hai mà Ukraine sử dụng Atak MS vào ngày 25 tháng 10 nhằm vào một sân bay khác ở phía nam vùng Luhansk đã bị ngăn chặn với hai tên lửa bị bắn hạ. Đầu tháng 11 này, Moscow phản ứng trước việc Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ sản xuất bằng cách chỉ đạo tất cả lực lượng phòng không Nga thực hiện huấn luyện diễn tập mô phỏng để bắn hạ chúng xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 được phát triển như một phiên bản cải tiến của T-64A và được đưa vào sử dụng năm 1976. Đặc điểm khiến nó khác biệt với các mẫu xe tăng khác của Liên Xô là sử dụng động cơ tua bin khí thống nhất. Cũng vì lý do này, T-80BV có biệt danh là xe tăng bay. Chỉ huy xe tăng Nga giải thích, chúng tôi đã làm việc cùng nhau khoảng 4 tháng. Phương tiện của chúng tôi là T-80BVM, phiên bản nâng cấp mới nhất, và đúng ra nó được gọi là xe tăng bắn tỉa. Về mặt lý thuyết, nó có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách 5 km. Theo một binh sĩ có biệt hiệu Cap T80BV thể hiện hiệu quả chiến đấu tuyệt vời trong khu vực hoạt động quân sự. Binh sĩ biệt hiệu Cap nói: Lái chiếc xe tăng này là một trải nghiệm tuyệt vời. Nó được gọi là xe tăng bay do có động cơ mạnh mẽ với công suất hơn 1.000 inch khối, tương đương 16.000 phân khối. Nó được trang bị công nghệ tiên tiến tính toán độc lập nhiệt độ không khí, điều kiện thời tiết, trọng lượng đạn, gió. Tất cả những gì còn phải làm là xác định vị trí và khai hỏa. Không ai có thể thoát khỏi nó. Phiên bản cải tiến hiện đại nhất của loại xe tăng này là T-80 BVM do Armstrong Smart, một công ty con của OZSC Uran Vagonzavod, công ty chế tạo máy của Nga có trụ sở tại Nizhny tagil Nga. Sản xuất sau một cuộc đại tu lớn đối với biến thể T-80 BV đã được đưa vào sử dụng từ năm 1985. Phiên bản mới nhất này có động cơ GTD-1250 nâng cấp với công suất 1.250 mã lực, được trang bị hệ thống bảo vệ module Relic và lưới chống tích lũy. Trọng lượng chiến đấu của xe tăng là 46 tấn, không giống như các phiên bản động cơ diesel, chiếc xe tăng này sẽ khởi động ở nhiệt độ thấp tới âm 40 độ và có thể tăng tốc lên 80 km/h trên, trên đường thẳng. Giám đốc điều hành tập đoàn Rostec của Nga, Sergei Chemezov, hồi đầu tháng 11 cho hay, Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất khí tài quân sự trong năm qua, trong đó sản lượng xe tăng đã tăng gấp 7 lần. Ông Chemezov cũng cho biết, sản lượng xe thiết giáp hạng nhẹ, bao gồm các loại xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép đã tăng 4,5 lần. Quan chức này không nói rõ số liệu có bao gồm cả việc hiện đại hóa các phương tiện cũ hay chỉ tính riêng sản xuất xe mới. Phát biểu với kênh truyền hình Russia 24, ông Chemezov cho biết thêm tập đoàn Rostec cũng liên tục hiện đại hóa và cải tiến sản phẩm của mình. Cũng trong thời gian này, công ty con của Rostec, Uran và Gonzavod đã công bố một đoạn video cho thấy lô xe tăng T-90M mới hiện đại nhất của Nga đang trải qua thử nghiệm cuối cùng trước khi được chuyển giao cho quân đội. Những chiếc xe tăng này dường như có những cải tiến mới, chẳng hạn như các khối giáp bổ sung cho tháp pháo trong khi các khối giáp bên ngoài thân xe cũng được tăng cường. Hồi giữa tháng 10, Uran và Gonzavod đã hoàn thành lô xe tăng T-90M và T-72B3 và bàn giao cho quân đội. Khi đó, Phó Thủ tướng Nga Denis Manturov cho biết loại xe tăng này được yêu cầu nhiều nhất do đã thể hiện hiệu quả mạnh mẽ trong cuộc xung đột với Ukraine. Ông Chemezov cho hay, Rostec cũng đã mở rộng đáng kể hoạt động sản xuất đạn dược. Kể từ đầu năm 2023, tập đoàn này đã sản xuất số lượng đạn dược cho các hệ thống pháo đa nòng nhiều gấp 20 lần so với cả năm 2022. Hồi tháng 9, giám đốc công nghiệp của Rostec, Bekhan Ozdoev, tiết lộ tập đoàn này đã mở rộng sản xuất vũ khí chính xác cao, trong đó có tên lửa đạn đạo Iskander và tên lửa siêu thanh Kinza. Hệ thống Panzer, bom và các loại đạn pháo cũng đang được tăng cường sản xuất.